Ra mắt tới 4 năm rồi mà con iPhone 11 Pro Max vẫn là gương mặt được rất nhiều người dùng ưa thích và tìm mua ở thời điểm hiện tại. Và theo mình tìm hiểu ấy, thì đây vẫn là một trong những mẫu iPhone cũ bán chạy nhất ở thời điểm hiện tại. Thế mà cái thằng editor của mình nó vẫn chê, nó bảo là không ngon bằng con Redmi K40 của nó. Thế nó mới cày không chứ. Thế nên thì hôm nay ấy, mình sẽ phải lên video này để cho nó thấy rằng là con 11 Pro Max nó còn ngon thế nào. Ngồi vừa edit vừa thẩm đi nhá. Trước tiên thì tới hiện tại thì con iPhone 11 Pro Max nó vẫn còn đang ở cái mức giá quanh quanh khoảng tầm là 10 triệu đồng cho một chiếc máy cũ, tức là nó vẫn cầm gấp rưỡi so với con Redmi K40 lúc mà ra mắt. Hiện tại thì nó vẫn đủ mua tới 3 con K40 cũ được cơ. Mà các cụ đã nói rồi, tiền nào của đó, giá tiền như kia thì so sánh làm sao được với con này. Cơ mà đấy là so sánh với con K40 thì cũng là 2 tuổi rưỡi rồi thôi. Chứ còn bây giờ mà tầm 10 triệu đi mua các máy Android tầm trung khác từ Xiaomi hay Realme, Oppo thì chắc chắn là con 11 Pro Max nó sẽ hơi thua thỏ một chút. Từ mặt thông số cho tới cả là phần thiết kế đi chăng nữa. Thế nhưng thì ngoại hình của con iPhone 11 Pro Max ấy, theo như mình thấy tới giờ nó vẫn còn rất nhiều điểm sáng. Đầu tiên đó chính là cái viền thép của con iPhone 11 Pro Max phải nói là cực kỳ bền. Nó lại được làm bóng nên là nhìn nó rất là sang trọng. Cầm thì nó cũng thoải mái, không như là cái đám 12 hay 13, 14 gì đó do là bị vuông quá. Cơ mà cái viền này ấy, thì nó cũng có một cái hạn chế là nó dễ bị xước hoặc là bị nấm theo thời gian dài sử dụng. Nhất là khi bây giờ thì toàn là máy cũ nữa nên là cái tình trạng này nó càng dễ gặp hơn. Do đó thì nếu mà anh em tìm mua một chiếc iPhone 11 Pro Max cũ thì anh em cũng cần là phải xăm soi kỹ một chút rồi nhá. Còn nếu mà bị xước nhiều ấy, thì cứ đeo ốp vào là ổn thôi. Cơ mà nói thế thì thằng editor nó lại bảo là đeo ốp vào thì khác gì con K40 3 triệu của nó đâu, viền nó cũng là bóng khác gì đâu. Cơ mặt đó là nhựa, còn trên con iPhone 11 Pro Max nó là thép. Dù sao thì cũng không có tuổi để mà so. Thế là nó lại so sang cái mặt trước. Kêu K40 của nó là có cái lỗ ruồi bé xíu, còn iPhone 11 Pro Max là cái tay thỏ to trên ngành ra. Thế thì K40 ấy, nó chỉ là quét vân tay mặt 2D thôi, chứ có Face ID 3D xịn như con iPhone 11 này không. Hỏi thế thôi thì nó lại tịt. Ừ thì nói thật ra thì mình cũng thấy là cái tay thỏ này là cũng quá to như thế này ở hiện tại ấy, nó đã hơi lỗi thời và ảnh hưởng không nhỏ tới phần trải nghiệm. Nhớ cái hồi mà Apple mới ra cái thiết kế tay thỏ trên dòng iPhone X thì đã bị các Android fan chê là nó nhìn trông bị vướng, nó chiếm quá nhiều diện tích ở cái phần màn hình. Xong chính sau đó thì các Android cũng bắt chước làm theo thì đúng là không khác gì tự vả cả. Mình cũng từng có một cái thời gian là khen cái tay thỏ này khi mà nó đang hot trend và giờ lại nhìn lại thì đúng là thì công nhận nó xấu thật đi. Thế nên là thôi bỏ đi. Mà không chỉ là cái phần tay thỏ mà phần mặt trước của iPhone 11 Pro Max còn có một cái khuyết điểm là càng sau này thì mình càng thấy là nó khá là dở, đó chính là cái phần mép màn hình 2.5D theo Apple quảng cáo. Chả hiểu là 2.5D hay là 3D gì nhưng mà chưa thấy là cải thiện được cái việc là màn hình dày mà chỉ thấy là dán cường lực nó cực khó thôi. Nếu như là trên các dòng iPhone 12 trở đi thì màn hình phẳng có thể là dễ dàng kiếm cực lực, có thể là dán phát ăn luôn, kể cả là rẻ hay đắt đi chăng nữa. Thì trên con iPhone 11 Pro Max này nếu mà mua không đúng loại cường lực thì dán nó lại cái bị tình trạng là hở mép hay còn gọi là bị nổ ấy. Khó chịu thì thôi rồi, mà mua lại đắt thì dùng mấy hôm nó lứt vỡ dán lại thì cũng quá tội. May mà cái này là cái con K40 màn của nó ấy, nó cũng cong cong là 2.5D nên là thằng editor nó cũng ngồi im không dám nói gì. Nhưng mà nó cũng kiếm được một cái khác để mà so. Nó nói là máy gì mà 10 triệu mà màn hình chỉ có 60Hz thôi, 3 triệu của nó là 120Hz, lướt mượt ầm ầm. Thì đúng thật là cái này chịu rồi, mà là chịu thua Apple mới đúng. Ngay cái thời điểm mà chiếc iPhone 11 Pro Max này ra mắt trên thì Android người ta đã trang bị cái màn hình 120Hz rồi. Kể cả là máy tầm trung đổ về thì chỉ ít cũng có màn là 90Hz nữa. Thế mà mãi tận về sau thì iPhone 13 Pro trở đi thì Apple mới có màn 120Hz. Mà lại còn gặp phải cái vấn đề là xanh màn nữa cơ. Nghĩ thì đúng thật là nó chán thật. Mà nói đâu sai đâu, thì tới tận là iPhone 15 với 15 Plus bây giờ thì cũng đã có đâu. Trong khi thì giá giờ rẻ nhất cho iPhone 15 giờ thì cũng phải tầm là hơn 20 triệu, chưa tính là quà các thứ thì cũng không hề ít một chút nào. Thế thì mới thấy là Apple ấy thực sự là đuối về cái khoản màn hình này như thế nào. Không biết là họ có làm được hay không, hay là họ cố tình là làm như thế nữa. Cơ mà họ cũng chỉ kém về cái tần số quét đó thôi, chứ về chất lượng hiển thị thì họ lại đang làm quá là tốt. Gì trước cái màn Retina của Apple thì không có điểm gì để chê thật. Nhất là trên các dòng cao cấp như là Mac Studio, MacBook hay là iMac tích hợp của họ thì nó quá là vô đối rồi. Trên iPhone 11 Pro Max này thì nó cũng thế thôi. Chất lượng hiển thị của em nó thì tới hiện tại ấy, thì nó sẽ không thua kém các dòng máy như là iPhone 14 hay là 15 Pro Max là mấy. Do này thì nó vẫn là cái tấm nền là Super Retina XDR OLED huyền thoại với kích thước là 6.5 inch, cho một cái không gian trải nghiệm thoải mái, kể cả là trừ đi cái phần tay thỏ bị lẹm như thế này. Chất lượng hiển thị của máy thì cũng phải nói là cực kỳ là tốt. Đây là tốt nhất là thôi, đừng có mang cái màn hình AMOLED của K40 ra đây mà khè khè nhá. Cái màn Dynamic AMOLED cao cấp của Samsung đặt cạnh cái màn mấy con dòng Pro Max thậm chí là còn không vượt trội được nữa là bao, nữa là cái màn hình AMOLED thường thường ghẻ ghẻ kia. Còn về hiệu năng thì A13 Bionic đã không còn mạnh mẽ nữa rồi, nhưng mà để mà sử dụng cơ bản ấy thì nó vẫn còn mượt mà chán. Cảm giác nó sẽ không bị xuống cấp nhanh như là những dòng máy Android cùng thời.
Nhưng mà đấy là mình nói là cùng thời thôi, chứ càng về sau thì các hãng Android đã tối ưu phần mềm rất là tốt, kể cả đối với những chiếc máy tầm trung như là chính con K40 của thằng editor đó. Công nhận là nó cũng ngon, cũng hơn là 2,5 năm tuổi rồi mà vẫn dùng còn mượt lắm. Cầm máy của nó dùng thử thì cũng không bị cái tình trạng là giật lag hay là ì ạch như là người ta vẫn nói. Nhưng mà chắc chắn là người ta vẫn chưa thể là bắt kịp được iOS của Apple, bởi vì là cứ nhìn vào những chiếc máy lâu đời như là iPhone 8 Plus hay là iPhone XS, XR các thứ thì tới giờ nó vẫn còn mượt mà đó thôi. Nhưng mà có một điều mà cái con chip A13 Bionic này nó sẽ kém hơn, đó chính là cái khoản nhiệt độ và cái độ ổn định. Nó vẫn đủ sức mạnh để mà chiến hầu hết tất cả các tựa game, kể cả là game nặng vẫn ở cái mức setting trung bình được. Nhưng mà khi mà chơi game bằng con iPhone 11 Pro Max ấy, thì cái hiện tượng nóng máy nhanh nó sẽ dẫn tới là tình trạng là thiếu ổn định, tụt sáng hay là hao pin thì vẫn là một cái chuyện không thể nào mà tránh khỏi được. Thế nên là nếu mà anh em xác định là chơi game nhiều thì vẫn nên nghĩ tới các biện pháp là mát máy như là dùng sò tản nhiệt, ngồi phòng điều hòa, hay là thậm chí là vừa chơi vừa thò tay vào tủ lạnh cho nó mát hẳn. Mà chơi game giải trí thôi, chứ chai hát thì càng nên cân nhắc hơn khi mà chọn con iPhone 11 Pro Max này. Bởi vì là cái viên pin của nó ấy, nó cũng không thực sự là tốt ở thời điểm hiện tại. Một viên pin chỉ là 4000 với sạc là chỉ là 18W thì chắc chắn là sẽ không tối ưu cho nhu cầu sử dụng pin liên tục được. Nó không được như là các máy Android đời mới cứ pin là tầm 5-6000 với sạc là toàn là 120-150W được. Với lại thì máy cũ ấy, nên là viên pin nó sẽ hao mòn là điều không thể tránh khỏi. Nếu mà viên pin tầm 80-85% thì dùng bình thường cũng chỉ là khoảng tầm là 4 đến cùng lắm là 5 tiếng thôi. Nên là nếu mà anh em chơi game thì nó còn tụt nữa cơ. Thay pin là cũng là một cái giải pháp, nhưng mà các bạn cần chọn bên nào đảm bảo một chút, như là bên Clickbank mình chẳng hạn. Và một cái điểm cuối luôn là một cái điểm quan trọng nhất mình muốn kể, đó chính là về camera. Nếu mà so về chụp ấy thì con iPhone 11 Pro Max ở thời điểm hiện tại nó sẽ không còn được xếp hạng là ngon nhất, ngon nhì các kiểu nữa rồi. Bởi vì là giờ 10 triệu ấy thì mấy ông Xiaomi còn kết hợp với cả Leica các thứ thì đố ai mà chơi lại được. Chưa kể là các máy flagship của Samsung, chỉ cả đơn giản như là dòng cũ là S22 Plus thì cũng chỉ là tầm 10 triệu thì mình đánh giá là nó chụp ảnh ấy nó sẽ còn nhỉnh hơn cả con 11 Pro Max nữa cơ. Tất nhiên thì 11 Pro Max ấy nó chụp vẫn còn quá là ngon, do là vẫn được trang bị đầy đủ camera từ tele cho tới là siêu rộng thì nó vẫn đủ đáp ứng được tất cả các nhu cầu chụp chuyển cơ bản của người dùng. Điều mình muốn kể tới nhất ấy đó chính là cái khả năng quay video của con 11 Pro Max. Nói gì thì gì chứ nếu mà quay video trong tầm giá 10 triệu đổ về gần như là không có đối thủ đâu. Camera trước hay là sau đều có thể quay được ở mức là 4K 60fps, đặc biệt là camera trước nhá. Camera sau thì quay ngon thì tất nhiên rồi, nó phải là như thế. Nhưng mà chất lượng camera trước thì xịn như thế này thì mới là cái điều hữu ích trong thực tế. Với lại những ai mà hay quay video TikTok, với những ai mà hay livestream camera trước thì mới thấy cái khả năng quay video của iPhone 11 này, không chỉ là 11 Pro Max mà còn tất cả các dòng khác nó cần thiết như thế nào. Nhưng mà nếu mà anh em quay nhiều ấy thì em phải cân nhắc là chọn phiên bản tầm 256GB trở lên nhá, bởi vì là quay 4K 60fps ấy thì nó rất là nặng. Dùng bản 64GB thì chắc là quay tí là hết thôi, chắc chắn là phải mua iCloud. Và cái việc mà hạn chế bộ nhớ cũng là một cái điểm mà iPhone 11 Pro Max này mà mình quên nói ở phía bên trên. Thế nên thì tổng kết lại, với cái số tiền khoảng tầm 10 triệu thì chắc chắn là con iPhone 11 Pro Max này nó không phải là chiếc điện thoại ngon nhất. Mình chia sẻ thẳng thế luôn, bởi vì là so với các mẫu máy Android mới cùng tầm giá thì chắc chắn là nó sẽ thua thọt quá nhiều. Còn nếu mà so với flagship Android cũ 10 triệu thì nó sẽ còn thua nhiều hơn về công nghệ nữa cơ. Thế nhưng thì con iPhone 11 Pro Max này nó vẫn có cái chỗ đứng trong cái tầm giá này, bởi vì là với những cái giá trị mà là em nó mang lại, những gì mà iOS mang lại, đặc biệt là với những người mà thích iPhone, iPhone trung thành. Và đối với mình thì tất nhiên là mình sẽ mua em này hơn là mua tới 3 con Redmi K40 của thằng editor mà chẳng dùng hết rồi. Thế thì anh em đánh giá sao về con iPhone 11 Pro Max này ở thời điểm hiện tại thì để lại ý kiến ở bên dưới nhá. Còn mình thì cầm con này ra đập cho thằng editor một trận cho nó bớt gáy thôi. Bye bye.